Đường này không biết tránh nhau hai xe tránh kiểu gì nhưng mà sẽ tránh được thôi. À, cái kia đúng rồi, kia đợi mình. Ồ, phải dừng lại. Mới dám cua đi, rất là nguy hiểm. À, có một anh đây, mình sẽ nhường đường cho anh đi trước. Đây, đi trước. Không, không dắt đủ nít hộ. Do đường rất là dốc nên là một mình không thể giữ thăng bằng được. Đi. Thôi anh em mình tiếp tục cuộc hành trình. Wow. Dịch. Đúng rồi, anh em mình hôm nay cũng muốn tìm hiểu xem ở đây có một cái vách đá thần nhưng không biết là vách đá thần gì và ở đâu. Đây đang gặp ba em nhỏ đang ngồi chơi ở dọc đường. Úi giời, úi giời. Mình đang nín thở và bóp cò, không dám nói nữa, nói sợ mất tập trung. Hiện tại anh em mình đang leo dốc bằng số 1, con đường này khá là dốc. Thật là rô mốt các bạn ạ. Đoạn này khả năng là không leo lên được, Hồng Cao Nguyên sẽ xuống đi để mình lấy đà lên. À. Được, Hồng Cao Nguyên sẽ đi được tắt nhá. Mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình chinh phục cái con đường nguy hiểm bậc nhất Việt Nam này. Wow. Mình sẽ dừng lại và đợi Hồng Cao Nguyên. Hồng Cao Nguyên đang trèo qua vách núi để đi lên. Vì thực sự đoạn này quá là dốc. Khi mà anh em mình, hai anh em mình ngồi trên quả xe quay này, mình thì để mà tính tổng cân nặng hai anh em mình vào thì cũng khoảng tầm ngon nghét 200 cân. À.
Đi, anh em mình bắt đầu đi thôi. Mệt quá. Thực sự mà để mà nhà nước và bà con nhân dân làm nên được con đường này mình cũng thấy gọi là một kỳ tích đấy, Hồng nhỉ? Quá đỉnh cao. Quá đỉnh cao luôn. Wow, ở trong này có một ngôi làng rất là đẹp, rất là nhiều tre và trúc. Hình như là đi đến đây là hết rồi ấy Hồng ạ. À, đi đến đây là hết rồi, có khả năng đi đường bên kia. Đường bên này là vào nhà dân đây, nhà mọi người dân này.